The flame that you desire. Hello anh em, và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của CZ. Trang bị gì đây? Ok phết nhỉ? Sao ok thế nhỉ? Chắc con Yon đây ngon nhỉ. Cái này đánh Yon được không nhỉ? Yon. This rose of flame fetched a desire. Thú mình thể mua lại sau nhé. Ai tệ đang không có sách thánh chắc mình cũng bỏ đi. Mà cứ để lại nhé. Để phòng cần thêm một tướng nữa. This rose of flame. Đồ ai cũng đẹp anh em ơi. Giờ nha. Này. Đại này, thương này. Đại này. Đồ này chắc là chắc chắn đánh thú rồi, nhưng mà đánh thú gì thì chưa biết thôi. Thú gì được nhỉ? Thử hai tay sấy trượt. Cần sấy những câu. You have no idea. Hãy đếm giây phát nhé. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Xuyên, ui mình chết, thôi mình thấy mình đi rồi. Xuyên. Gặp mấy nhà có thương này vẫn dễ đi nhỉ. Nhà này cũng khỏe. Thương truy hồn. Hay đánh ha, hay đi ấy nhỉ? Ám trợ thủ nhỉ? Có choi, có thương, cái này cho con thên nó mắc ping quá. Không cho không được anh em ơi. Trợ thủ à? Ừ, ra thú rồi. Ừ. Con trợ thủ đây. Trước mình đánh thú rồi. Đấy, đánh một phát trợ thủ cho nó. Chắc thủ đâu nhỉ? Ma pháp nghi viện phái à? Hơi hơi giống này. Ra đây có trợ thủ này. Cũng được. Pinh tạm này cũng được. Tại mình cũng hay quên lấy Alice với cả lấy Anette nha. Ra Ngọc Đại Pháp Sư nữa ngon này. Ngại quá. Bạn làm thế mình ngại lắm. Trời ơi. Mấy còn gì nữa đâu. Up 8 sớm thôi em. Chờ đợi điều gì trong nỗi nhớ.
Ri hình quái quỷ gì ấy nhỉ? Hắn sát thủ à? Cho thử vào xem nào. Xem lại đội hình này phát nào. Noman sát thủ à? Full Noman. Xong rồi kẹp thêm hai bạn trợ thủ kia thì có ích gì? Full Noman, full ấm hoàng. Thì cản là đam vật lý chứ ra cản là gì đâu nhỉ? Đam vật lý thì Noman Void này, nguyên tố à? Ám à? Thêm một floor nữa nhá. Thêm một lầu nữa nhá. Bỏ con này đi nhá. Bỏ con này đi nhá. Zeal à? Thêm mọi nguyên tố này nữa. Floor cũng được. Floor. À quên từ nãy giờ. Con floor mình cầm thương mà mình không cho vào. Thế thì muốn lấy con lau này không nhỉ? Lau nó cũng gánh thương ok phết. Thế thì đến này đây, này đây, này đây. Có một bạn để thương đâu đó mà một bạn thương đáy này, thương bên kia nữa. Thế cho mày bắt con này nhá. Này rồi. Voi. Voi là mấy con? Voi là 16 con voi. Thế thực ra có cái có choi thì mình thích đánh ấy hơn nhỉ? Thì đánh trợ thủ hơn. Xuyên phát. Rát đấm phát nữa. Một choi thì đánh trợ thủ hơn. Ưu tiên trợ thủ nha anh em nhé. Mà có thì cứ lấy thôi nhưng mà ra nhiều phết đấy. 16 con voi. Tại vì nếu mà đánh voi mình hơn trương hơn là mình cần cái choi này. Có choi cũng được thôi, choi với cả kẹp với bán thần thì nó sẽ là nhỉ, hay là choi kẹp bán thần nhỉ. Choi bán thần là nó là 35 mana cộng với 20 là 55. 55 mà cũng nhiều phết so với 80, 55 trên 80 cũng gần ulti rồi. Lo xin một phát nữa không hiểu. Bán thần 2 à? Cần không nhỉ? Bán thần vào cầm máu cũng tốt. Ở đây Alice này, ok. Trừ khi bọn này ra huân chương choi phát lại xoay bài tiếp nhé. Bỏ trợ thủ đi mình xoay nguyên tố nhé. Tại còn nhiều voi quá, trận này trả anh voi à. Ba đồ cho thêm. Rồi lại cho voi được. Là quên quên. Có thêm bạn Zil à. Disney. Ê, Sephira này. Tặng con Anduin với cả con này đi. Này. Thế thử ăn hết tè rồi anh em ơi. Không, chơi chơi Noman đi, chứ chơi nguyên tố mãi. Trừ khi ra huân chương choi. À đâu, ra huân chương hải thần. Phương bạn để loạn quá. Bắt con rat này, bắt con tục len. Quên mất cho truy hồn cho cái con lau này, lau 2 rồi. This rose to flame, affectual desire. Ui dồi ôi, cái con gì đấy? Thứ gì ngon hơn truy hồn được nhỉ? Gì thứ gì ngon hơn truy hồn anh em? Chưa ra trợ thủ kia.
Cái thứ bạn nào cũng khỏe ạ. Đồ bạn nào cũng khỏe. Bắt cà phê đi, ngon rồi đấy. Mà tốc nhảy luôn ạ. Ơ, truy hồn. À, hai truy hồn. Quên tưởng chưa ném truy hồn sao cho lâu. Thế trận này nhưng mà đánh bán thần thì mình vẫn cần thêm một cái đồ 40 mana nữa anh em ơi. Dù cho dù một thôi mình cũng Saffeli à. Để làm những trò này cũng được. Face the seven incarnations. Achieve peace through battle. Truy hồn cho con này luôn. Thương này cho con floor kia. Thử trò mới nhé anh em nhé. Xem thử con Zina này có tác dụng gì không. Cần cho nó một cái giáp bé A nữa nhỉ. Nó nghĩ chắc này uy tín lắm. Bị nhiễm sát thương. Ê, ý thế này. Hơi ít nhỉ. Chắc tại Zina 1 nhưng mà lau thì trầu thế. Lau 3 đồ AD. Đúng thật. Ném chất vật nhẹ. Đây thử con Zina 2 không? Hay mình thử test con Zina phát nhỉ? Tại mình nghĩ đánh Zina ấy. Voi vẫn chả ai lấy này. Bây giờ nhá, nếu mà phòng 15, 16 mình ra một cái đồ 40 mana thì mình chơi hắc ám nguyên tổ bán thần. Không thì mình đánh trợ thủ thôi. Tại đồ cho trợ thủ khá là ngon. Nhưng con Zina này cảm giác mình hơi mỏng nhỉ. Floor xin luôn nhỉ. Rồi xong. Thôi chắc bạn này đi thôi. Nomad đi à? Nomad đi. Nào muốn đi nữa. Floor đi hơi tiếc nhỉ. Floor đi hơi ít đam nhỉ. Năng lên 8 ý. Lên 8. Floor đi hơi ít đam. Học đại cho rồng. Thế không cần bán thần nữa. Vì quên mất có học đại rồi. Bỏ bán thần đi cũng được. Mình thể giữ lại hạ Nomad này cầm máu. Truy hồn cho rồng nhé. Đang cái đồ này cho rồng nó đi, nó cầm truy hồn nó cho một tí đô tanh. Bỏ Zina đi. Nguyên tố bán thần trợ thủ chưa đủ trợ thủ nhỉ. Thiếu gì thiếu năng ST à. Lại thêm Choi. Hay ra Void 2. Ôi không ai đi Void thật. Nhưng mà hai ngọc đại à. Bình tĩnh nhá. Nhiều pha để xử lý trong trường hợp này. Nomad không có trợ thủ. Có đấu sĩ nguyên tố. Có một Nomad ở đây. Chơi cái này à? Trông kỳ quá ta. Ê trông kỳ quá ta. Không được. Bán thần. Bình tĩnh nhá. Nete không thấy đâu. Void 2 cũng chưa có cơ. Bán sườn diều đi. Bình tĩnh nhé, dù này cho nên. Ơ chết rồi, phải bỏ con Nomad đi chứ. Trời ơi, loại hết lên rồi. Truy hồn kia ai cầm. Nhiều đồ quá nhỉ, lãng luôn. Thì đồ 40 mana đi xong rồi tránh bán thần vậy. Bán thần vậy. Thế thì mình bỏ Alice nhé.
Thì cũng chả ai chơi. Ơ, thế em chơi, anh chơi gì? Chơi phun thú à? Ảo nhè. Lần đầu thấy bốn nguyên tố này, bốn nắng ám này, hai bán thần này, Anoman này, cho một con này, không cần Noman đâu, ngọc đại trà đây. Ui, bình tĩnh các bạn, đừng cho tạm cái này nhé. Biết xử lý thế nào. Noman, Zil. Diễn trận này sát tướng nó kỳ thế nhở. Sát tướng đúng khó luôn ạ. Voi chơi voi 2, nguyên tố bán thần. Phần lo, bỏ con rat đi. Hai bán thần, trợ thủ. Trợ thủ mình bán Alice gì mất rồi. Này cũng bán đi được. Thay một con Daxi một tiền. Lily à, lấy Lily phải thay. Lily nào. Chật trội quá. Cho mình xin tí chỗ đi các bạn ơi. Mình thấy chật trội quá. 4 hạ ám này. Norman Floor chưa lên 2. Azemka. Void. Bán thần. Ê nhưng mà không được bỏ bán thần ra bởi vì nó đang cầm đồ cho mình. Floor. Thôi roll mạnh tay anh đi. Alice lấy lại biết đâu. Rồng 5 con không cần đâu. Anh em làm gì đi, xin muốn nắp con gì đó đi. Em đánh cái quái gì vậy, ba thú. Hắc ám trợ thủ. Con đánh trợ thủ rồi này. Mình thành nháo này, đánh trợ thủ mình đánh voi cũng được. Bán thần, tại bây giờ mình đủ đồ cho ấy mà. Mình đủ đồ cho cả rồng cả nắp luôn ấy. Thì cho một nắp vào là vui tươi lắm này. Ây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chắc là anh ta đấy. Đi bay nhá. Cho em đi. Ngọc đại của Tulen. Cho bán thần. Đây cho bán thần. Truy hồn cho bán thần. Mặt floor đi. Đang xem ca. Bán thần rồi thì còn gì nguyên tố nữa nhỉ anh em nhỉ. Kể thêm một voi á. Ừ, hơi tanh. Ờ, quên mất. Hơi ít tanh. Thêm một voi 2 rồi được. Mà cần có Narcot nữa. Cát này. Thêm tí nữa. Không sao, vẫn được, vẫn xử lý được. Choi, bỏ Lily đi. Cho con cát vào. Chưa có đổi con cát nhỉ. Đúng bleng luôn. Ám vẫn thiếu con nguyên tố, nó thiếu một con. À, đây có voi này, cho voi vào đi. Voi cho uy tín hơn này. Cái này cho con lau à? Thương này cho con Omen đi. Thương là chí mạng cho con Omen thì cũng được. Choi thì cho con voi. Voi đâu? Voi đâu? Voi. Mình có hai choi mà nhỉ? À mình một choi thôi. Rồng thổi được luôn, bán thần thổi được luôn. Thực ra con rồng không cần cái ngọc đại này. Ngọc đại này trên cái con nắc được nhưng mà chưa tìm thấy nắc. Xong rồi cho thêm một tướng mình cho đi. À cho con cát được tiếp. Tại cho con cát vào. Nhiều tướng quá. Cho con cát đứng lại đi. Cho con grab bay đi. Ông này hai ông cũng cầm đồ được. Tính nhá, một phát lên. Ăn hết tay bây giờ mới ra. Rắc bay đúng không? Thứ hai cho ông men cầm cái chém cũng được ta. Cái này cho con voi cũng được ta. Cùng hai chi hồn này cho con rồng. Ra con nắc không? Không ra nắp à? Ê thật bây giờ mình chỉ cần có nắp thôi.
Ừ, chưa xem còn bao nhiêu con nắp nữa. Có khi hết sử nắp rồi ấy. Có khi nó hết sử nắp rồi không? Ui, các bạn này. Ồ, ba con nắp à? Mà sao không ai đánh nhắc ám mấy mấy bạn này toàn đánh thú mà sao bạn này cứ cầm nắp về làm gì? Ủa? Này, hài hước quá vậy. Bạn này thì bán thần trợ thủ à? Đây à. Toàn những vui lạ lắm này trong con cát, con cát này trông trông này ok nhỉ, cái gì cho nó ba đồ luôn đi, tạm thời ba đồ dầm dầm cho nó đi tìm nắp tiếp nhá em. Ê mày này đi hết này, ê thích thích con nắp cho mình ấy đấy, trời ơi. Ê, tìm đi rồng cũng thêm được nhỉ, bảy con rồng được, tìm đi tìm. Có nắp nào không? Một con thôi. Cái con nắp cũng không chơi được tuyến sau này, mình muốn chơi được tuyến sau của bạn ấy quá. Truy hồn này, con cát nhảy này. Voi ulti. Thề này không ăn thua. Có khi ăn thua đấy còn teo bắn rồi. Teo phải quá, con nắp nó xuống nó làm gì thằng tuyến sau kia. Voi cũng chưa voi 3 nữa. Nãy mình đánh 8 tướng rồi nhỉ? Đánh 8 tướng thôi được không? 8 tướng bán sử hai cái này đi, không cần con Lily nữa. À, đây rồi, đây rồi. Sử này. Xin con nắc 2 em ơi. Ê nhưng mà con rồng bây giờ mình muốn ulti luôn hay mình cho cái mình tả đồ ngọc đại, ngọc đại, ngọc đại. Đại này cho con nắc đi. Truy hồn cứ để con rồng xong rồi choi cho con rồng. Choi đâu rồi? Choi đâu rồi? Cho con rồng nó vẫn thổi được luôn. Đó, rồng nó này mình gặp bạn nào nhỉ? Nakot, Nakot, Hương Đái bắt kin kia. Ok. Này ok rồi. Voi đồ kia ngọc đại. Hình như cái nắc mình vẫn ulti được nó mà lên con nắc 2. Lily chắc bán nhỉ? Lily chắc bán. Mà có bị ấy à? Thế kéo đi rồi. Nhà này còn bạn đánh là thợ săn quỷ nữa rồi bạn này. Counter mình nhở? Ôi. Ờ nhờ trận này bán thần gặp hai bạn thợ săn quỷ. Quá. Không nhớ pha xử lý loạn thật sự. Xem quỷ khỏe nhở, ngờ ấy, cung thủ thợ săn quỷ cũng khỏe, khỏe phết, quỳ xuống đấm nó con mình không chui được xuống để giết AD, đấy xử lý nào nhỉ? À, nó để con rồng vào góc, thì con Illu vào giữa, và một nắc kẹt giữa hai con đấy, may ra con nắc nó chui được xuống. Nắc chui xuống rồi nó ulti được một phát. Nhưng mà nắc một thì cũng cùn quá nhỉ. Tại quả này không ra nắc. Ra nắc sớm yên tâm hơn. Ra nắc lâu quá, tìm rôn mãi chả thấy nắc nào. À vậy thôi. Ờ, clip mình đến đây cũng kết thúc rồi. Thích cái clip trên thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những góp ý các bạn có thể giúp mình phát triển kênh nhé. Ok, bye bye.